Thủy điện Thác Bà xả lũ, 79 nhà dân và xưởng gỗ bị ngập lụt. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 9 giờ ngày 6 tháng 8, có 79 nhà dân và xưởng sản xuất gỗ của người dân bị ngập sau khi hồ thủy điện Thác Bà xả lũ. Cụ thể, có 49 nhà dân bị ngập úng, thị trấn Thác Bà 10 nhà, xã Yên Bình 11 nhà, xã Hàn Đà 1 nhà, xã Vĩnh Kiên 27 nhà và 30 xưởng gỗ bóc bị ảnh hưởng, thị trấn Thác Bà 5 xưởng, xã Yên Bình 1 xưởng, xã Vĩnh Kiên 24 xưởng. Bên cạnh đó, gần 50 hecta diện tích lúa, hoa màu, 15 hecta diện tích cây ăn quả cũng bị ngập úng, 400 con gia cầm bị chết, ngập tràn 5 ao cá, nhiều vị trí dọc theo sông chảy bị sạt lở. Bà Đào Thị Thanh Hiền, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Yên Bình cho biết, sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Bình đã khẩn trương kiểm tra và chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn Thác Bà tổ chức phương án ứng cứu. Các bên đã huy động gần 200 người tham gia hỗ trợ di chuyển tài sản cho các gia đình. Đến 18 giờ ngày 5 tháng 8, người và tài sản của các hộ dân bị ảnh hưởng đã được di chuyển đến nơi an toàn. Huyện Yên Bình tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà, cung cấp thông tin thời gian, lưu lượng xả lũ, việc di chuyển của người dân và tài sản trước khi điều tiết xả lũ, bảo đảm giảm thiệt hại tối đa cho nhân dân. Tại tỉnh Tuyên Quang, vào 14 giờ chiều ngày 5 tháng 8, Thủy điện Thác Bà, Yên Bái xả lũ khiến mực nước sông chảy dâng lên rất nhanh, dẫn tới 5 thôn của xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang bị ảnh hưởng gồm thôn Cây Quân, Cây Quýt 14, 15 và Tâm Bằng có hộ dân và nhiều hecta hoa màu bị ảnh hưởng. Đây là đợt xả lũ lớn nhất trong 10 năm trở lại đây. Ngay sau khi nhận được thông tin thông báo của Thủy điện Thác Bà, Yên Bái, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân, các tổ chức đoàn thể, xã, thôn khẩn trương hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà cho biết. Thực hiện công điện ngày 4 tháng 8 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, công ty cung cấp thủy điện trên thượng nguồn tham gia điều tiết hồ qua đập tràn công trình Thủy điện Thác Bà vào hồi 19 giờ ngày 4 tháng 8, với lưu lượng xả qua đập tràn là 455 m3 trên giây và duy trì phát tối đa 2 tổ máy, với lưu lượng xả máy là 279 m3 trên giây. Tổng lưu lượng xả qua công trình là 734 m3 trên giây theo quy trình vận hành liên hồ để đảm bảo an toàn cho công trình và duy trì mức nước hồ ở mức 57 m để chống lụt phía hạ du. Do lũ trên thượng nguồn về lớn, đỉnh lũ sấp xỉ 3.000 m3 trên giây trong thời gian rất ngắn, nên để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và cho hạ du, thực hiện công điện ngày 5 tháng 8 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, công ty điều tiết lũ qua đập tràn với lưu lượng là 1.540 m3 trên giây và duy trì phát tối đa 2 tổ máy với lưu lượng xả máy là 280 m3 trên giây, tổng lưu lượng xả là 1.820 m3 trên giây. Đây là mức xả cao nhất của hồ thủy điện Thác Bà tính từ năm 1996 đến nay. Đến 9 giờ ngày 6 tháng 8, mực nước hồ hiện tại ở mức 57,41 m, giảm hơn so với lúc 3 giờ ngày 5 tháng 8 là 0,14 m. Tính đến 10 giờ sáng ngày 6 tháng 8, nước ở khu vực hạ lưu thủy điện bắt đầu rút. Hải Phòng, kênh Cẩm Vân 2 đổi màu lạ, chính quyền vào cuộc. Những ngày cuối tháng 7, dòng nước kênh Cẩm Vân 2 thuộc địa bàn xã Quốc Tuấn, huyện An Lão đang trong xanh, bỗng vàng đỏ như màu dị sắt. Theo phản ánh của người dân sống gần đó, hiện tượng trên đã xảy ra nhiều lần tại con kênh này, nhất là vào thời điểm sau mưa. Theo quan sát của phóng viên báo giao thông, vào sáng ngày 5 tháng 8, nước kênh Cẩm Vân 2 đã bớt sậm màu hơn. Tuy nhiên, tại các bụi cây, ngấn nước dọc bờ kênh, các vết màu vàng đậm vẫn được lưu lại thành vệt rõ ràng. Ông NVT, chú tại xã Quốc Tuấn, nhà ở gần kênh Cẩm Vân 2 cho biết, kênh Cẩm Vân 2 chảy ra sông Vân Úc, tuy nhiên, kênh chỉ chảy một chiều ra sông, nên không thể có việc hiện tượng kênh bị đổi màu là do phù sa đổ về. Bà NTV ở xã Quốc Tuấn thì băn khoăn, nhiều năm trở lại đây, cứ vài tháng lại có hiện tượng kênh đổi màu như trên, nhưng màu nước nhạt hơn, không đậm đặc như lần này. Có thời điểm khi nước kênh đổi màu đen kịt, lúc thì vàng như nước phù sa, khi nắng lên, mùi tanh hôi rất khó chịu. Nhiều năm qua, chúng tôi không dám dùng nguồn nước trên để tưới cây, bắt cá được ở kênh này, chúng tôi không dám ăn, bà về nói. Trao đổi với phóng viên báo giao thông, ông Vũ Trọng Quân, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện An Lão cho biết, chính quyền địa phương đã nắm được tình hình nước kênh Cẩm Vân 2 đổi màu khác thường và đã thành lập đoàn kiểm tra ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh. Theo ông Quân, huyện An Lão đã tiến hành kiểm tra thực tế vào ngày 31 tháng 7 trên kênh Cẩm Vân 2, đoạn từ cầu H10 đến công trang nhưng không phát hiện được điểm xả thải, dẫn đến hiện tượng biến đổi màu nước trên kênh. Hiện, Ủy ban Nhân dân huyện An Lão đang giao cho Công an huyện An Lão các phòng ban chức năng tiếp tục tìm hiểu, điều tra để làm rõ nguyên nhân dẫn tới hiện tượng kỳ lạ trên. Ông Quân cho hay, khi được hỏi về việc đoàn kiểm tra có lấy mẫu nước để kiểm tra và tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên hay không, ông Quân cho biết, chúng tôi không lấy mẫu nước để kiểm tra vì không có kinh phí để thực hiện. Cũng theo nhận định của ông Quân,
khả năng dòng kênh bị đổi màu lạ như trên là do tuyến đường đang được thi công gần đó có sử dụng đất núi để làm nền đường, nên khi trời mưa, nước mưa cuốn theo đất núi này dẫn tới hiện tượng kênh bị đổi màu nước như trên. Tuy nhiên, ông TVD, chú tại xã Quốc Tuấn cho hay, nhiều lần trước, đường không làm, không có đất núi thì nước kênh Cẩm Vân 2 vẫn thường xuyên đổi màu bất thường. Ông D đề xuất, chính quyền địa phương cần kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ một số nhà máy hoạt động gần kênh Cẩm Vân 2 đó, xem họ có xả thải ra môi trường hay không. Cận cảnh sạt lở đê biển Đông ở Bạc Liêu, đoạn đê biển Đông bị sạt lở có chiều dài khoảng 100m thuộc địa bàn xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Trong đó, sạt lở đoạn giáp ranh giữa hai tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng là 60m và đoạn cầu Chiêm Túp 1 với chiều dài 40m, có nơi sạt lở ăn sâu vào chân đê. Dự báo các ngày tới, chiều cường dâng cao kết hợp với gió mạnh, sóng biển rất mạnh, có khả năng tràn qua đê vào nhà dân và khu vực sản xuất. Khu vực này trước đây đã xảy ra sạt lở, đã được ngành chức năng gia cố. Ngành chức năng đã cho cắm biển cảnh cáo sạt lở để người dân biết. Ông Ngô Nguyên Phong, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho biết, từ đây đến mùa gió chướng vào tháng 10 đến tháng 12 năm 2024, sóng to gió lớn thì khả năng tiếp tục sạt lở càng nghiêm trọng, nhưng không khắc phục thì sạt lở và nguy cơ vỡ đê rất cao. Vì vậy, cần triển khai ngay các giải pháp ứng phó cấp bách để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân trong đê bao ở khu vực gần đoạn sạt lở, cần thi công đẩy nhanh tiến độ một cách quyết liệt. Ngoài ra, cần đưa đá hộc vào để sắp xếp liên kết với nhau, ngăn chặn chiều cường và chống sạt lở, còn cần phải đưa các khối tê tra cốt phía ngoài để chắn sóng. Sau khi kiểm tra thực tế hiện trường sạt lở đê biển Đông, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo thành phố Bạc Liêu phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các phương án khắc phục. Thủ tướng yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông khi có tình huống thiên tai. Từ đầu năm 2024 đến nay, thiên tai tiếp tục diễn biến bất thường, khó dự báo. Sau các đợt nắng nóng gay gắt, hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài vào đầu năm, thời gian gần đây đã liên tiếp xảy ra mưa lớn, sạt lở đất, ngập lụt cục bộ tại nhiều nơi, nhất là tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên. Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng La Nina sẽ tác động đến nước ta từ tháng 8 năm 2024. Nguy cơ xảy ra bão mạnh, mưa lớn, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất, mất an toàn hồ đập là rất cao, đe dọa nghiêm trọng đến sản xuất, sinh hoạt, tính mạng và tài sản của người dân. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục chủ động tập trung chỉ đạo, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, chủ động chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động hơn nữa để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần chủ động, kịp thời, quyết liệt nhất để đảm bảo an toàn tính mạng, giảm thiểu thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước. Đồng thời, ông yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động bố trí ngân sách địa phương, bao gồm cả dự phòng ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai công tác phòng chống, khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai theo quy định. Thủ tướng nhấn mạnh phương châm tuyệt đối không để người dân nào thiếu chỗ ở, thiếu đói hoặc các vật dụng thiết yếu khác, không để xảy ra dịch bệnh, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng sau bão, mưa lũ, ngập lụt, không để ảnh hưởng đến việc học hành của các cháu học sinh. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm công tác theo dõi, dự báo, cảnh báo thiên tai trong thời gian vừa qua, tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, sạt lở, sụt lún, đảm bảo độ tin cậy. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức trực ban 24/7, theo dõi sát tình hình, diễn biến thiên tai, tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo và chủ động đôn đốc các bộ, ngành có liên quan, đặc biệt là các địa phương, kịp thời triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Kịp thời tổng hợp tình hình thiệt hại, phối hợp với các bộ có liên quan báo cáo, đề xuất Thủ tướng hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả khi vượt quá khả năng xử lý của địa phương. Chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều và công trình thủy lợi, nhất là các trọng điểm đê điều sung yếu, hồ đập thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp, công trình đê kè đang thi công dở dang. Bộ trưởng Bộ Công Thương được giao phối hợp với các địa phương chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho sản xuất công nghiệp, hệ thống điện, hồ thủy điện, kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tiếp tục phối hợp với các lực lượng có liên quan và các địa phương chủ động triển khai công tác đảm bảo an toàn giao thông, kể cả trên biển, trên sông, đường bộ, đường sắt, đường hàng không. Khi có tình huống thiên tai, hỗ trợ kịp thời địa phương khắc phục các sự cố tuyến giao thông bị sạt lở, chia cắt, nhất là trên các tuyến quốc lộ, các trục giao thông chính,